Chào các bạn, bây giờ là đã 9 giờ rồi và hiện giờ Trọng vẫn đang có mặt ở PDCA. Ở đây tôi muốn kể với các bạn, tại vì hôm qua tôi đi học ở bên trên đường Tôn Đức Thắng thì có gặp một cái bạn ở trong cộng đồng giải phóng lãnh đạo. Bạn này bạn ấy, tôi nhìn thấy bạn ấy tại vì bạn ấy đeo một cái huy hiệu của chúng tôi. Thì bạn ấy có tìm đến tôi và rất là với cái vẻ băn khoăn bối rối gặp tôi, và bạn nói rằng: anh ơi, em thấy cái kế hoạch của anh chia sẻ rất là bổ ích, những cái gì mà PDCA sâu ra và những cái việc bạn ấy tham khảo cách làm của PDCA các bạn thấy rất hay về áp dụng rồi, nhưng mà không có hiệu quả, tại vì là cũng yêu cầu lập kế hoạch 5 phút, lập kế hoạch tháng, lập kế hoạch quý, lập kế hoạch năm, quy ra những cái chỉ tiêu cụ thể nhưng nhân viên không làm. Cũng đưa những cái chương trình văn hóa vào nhưng mà nhân viên không làm. Và tôi rất là trăn trở cái điều này. Làm thế nào để cho cái đội ngũ của mình hiểu được cái tầm quan trọng của việc lập kế hoạch? Làm thế nào để đội ngũ của mình có được cái văn hóa lập kế hoạch? Làm thế nào để đội ngũ của mình coi cái công ty của mình như là ngôi nhà của mình? Làm thế nào để họ làm việc bài bản hơn? Và tôi đứng đây để nói với chị rằng là tôi sẽ quyết định có quà cho anh chị. Và vào thứ bảy tuần này, tôi mong muốn các anh chị hãy đưa đội ngũ của mình đến đây. Tôi sẽ dạy cho các bạn cái khóa học này. Cái khóa học này về cái gì? Giúp cho đội ngũ của anh chị biết được cái cách lập kế hoạch như thế nào, tầm quan trọng của nó, để anh chị có thể yên tâm khi nói đến cái việc lập kế hoạch, hai cái tư duy, hai cái thái độ đồng điệu với nhau, và họ sẽ làm theo những cái yêu cầu của anh chị. Quan trọng hơn nữa, tôi sẽ giúp cho nhân viên của anh chị sau khi ra về có được một cái bản kế hoạch năm 2015 ở trong tay, đến nói chuyện với anh chị ơi, năm nay em sẽ làm những việc này, việc này, việc này, bao giờ xong, kết quả cho ra là như thế nào. Anh chị không còn phải lo lắng về cái điều đó nữa. Anh chị sẽ không gặp phải những cái vướng mắc như thế nữa. Không. Anh chị sẽ không chịu có bị những cái phản ánh, cái phản kháng như vậy nữa, không bị bật lại như vậy nữa. Họ sẽ thay đổi thái độ khi rời khỏi cái buổi chia sẻ này. Anh chị nhớ tôi đã chia sẻ với chị giáo dục thông qua đào tạo, và tôi sẽ giúp anh chị làm việc đó. Đặc biệt hơn nữa, cái khóa học này vào dịp cuối năm, tôi sẽ hoàn toàn free cho anh chị. Nhớ là đăng ký ngày này.